Chào các bạn, mình là Nguyễn Công Trình và hôm nay mình sẽ cung cấp cho các bạn cái chủ nghĩa thực dụng trong triết học Mỹ. Thì mặc dù nó là duy tâm nhưng mình thấy nó có rất là nhiều cái vấn đề đáng để lưu tâm, đáng để chúng ta nói tới. Vậy thì hôm nay chúng ta cần vào từng nội dung cụ thể nữa. Bây giờ chúng ta sang nội dung thứ ba, Dewey, nhà triết học thực dụng của chủ nghĩa tự do triệt để. Thì John Dewey sinh năm 1850, mất năm 1954, là một nhà triết học thực dụng lớn sau Bernanke và James. 25 năm sau khi ông mất thì thư mục về những công trình của ông đã được công bố, phải để hàng trăm trang thì mới liệt kê hết những tác phẩm lớn nhỏ của ông. Cho tới ngày lìa bỏ thế giới này, ông đã tham gia rất nhiều cuộc tranh luận về thời sự từng ngày, từng tuần, từng tháng, từng bài tư tưởng của mình trên báo chí. Chớ là con chuột của thư viện, đó là lời nhận xét của hiệu trưởng John Hopkins khi ông còn là sinh viên. Năm 1875 thì ông học tại Đại học Philadelphia. Sau khi tốt nghiệp, ông lần lượt dạy học từ trung học đến đại học, sau đó chuyển hẳn sang nghiên cứu triết học. Năm 1882 thì ông nghiên cứu về triết học của trường đại học John Hopkins, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Bernanke trong thời gian giảng dạy ở đây. 2 năm sau thì ông đỗ tiến sĩ triết học với luận án mang tên là tâm lý học Kant. Năm 1884 thì Dewey dạy triết học 10 năm ở Đại học Michigan. Tư tưởng Đức đã ảnh hưởng nhiều tới ông. Ông vứt bỏ hoàn toàn quan niệm logic hình thức. Chỉ có Hegel với những phép biện chứng mới thỏa mãn được điều đó. Ông ghét cay ghét đắng mọi quan niệm thuần túy hình thức tĩnh lại, bởi những ảnh hưởng của Hegel đã làm cho ông thích thú tính hữu cơ và năng động của tư duy. Ông đi từ chủ nghĩa thực dụng, từ tâm lý học. Ông đã chịu ảnh hưởng rất lớn đến những nguyên tắc của tâm lý học của James. Từ tâm lý học, ông đi sâu vào giáo dục học. Ông chủ trương đến nền giáo dục học đã được xác lập trên ý tưởng bằng mọi tư duy phong phú, được xây dựng hướng tới một hành động cụ thể. Năm 1894 thì ông đã dạy học tại trường Đại học Chicago trong 10 năm. Đây là thời gian quan trọng trong cái đời hoạt động tư tưởng của ông. Năm 1896 thì ông đã lập một trường thực nghiệm ở đây. Trường này loại bỏ các giảng dạy truyền thống ít chú trọng tới sách vở mà chú trọng tới cuộc sống thực tế, không quan tâm tới truyền đạt tri thức lý luận mà quan tâm tới huấn luyện kỹ năng thực hành. Ông thường nhấn mạnh các khẩu hiệu như là giáo dục là cuộc sống chứ không phải chuẩn bị cho cuộc sống, học trong hành. Ở Chicago, ông đã tập hợp một số người có chung chí hướng, cùng phần lớn những người ở Đại học Michigan và Mise, hình thành một trường phái chủ nghĩa thực dụng ở Mỹ mang tên là trường phái Chicago. Dewey gọi tác phẩm Nghiên cứu lý luận Logic là tuyên ngôn đầu tiên của trường phái chủ nghĩa công cụ. Hai tác phẩm này là đánh dấu việc Dewey đã từ bỏ chủ nghĩa Hegel và chuyển sang chủ nghĩa thực dụng. Từ năm 1905 thì Dewey chuyển sang Đại học Columbia. Năm 1929 thì được phong giáo sư. Cho tới khi ông mất thì trường phái Chicago do ông lãnh đạo đã đánh dấu sự hoạt động sôi nổi nhất của ông. Từ năm 1919 thì ông đã thăm và giảng dạy triết học nhiều nước. Ông đến Nhật Bản, ông đến Trung Quốc. Trong thời kỳ ông đã vận động ngũ tứ, tháng 7 năm 1921 ông đã trở về nước. Ở Trung Quốc, ông đã giảng chủ nghĩa thực dụng ở Bắc Kinh, Nam Kinh và Thượng Hải. Ông cũng đi thăm ở Mexico và Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt vào năm 1928. Thì ông tới Liên Xô, khẩu hiệu của ông là chuyến đi hay hơn lúc đến. Lúc đến, ông đã lưu lại mãi cho tới năm 95 tuổi. Ông không bao giờ muốn là người đi du lịch, chỉ quan sát và trung lập. Ông không chỉ muốn mình là công dân nước Mỹ mà là công dân của mọi nước ông đặt chân tới. Ông tới Liên Xô trong thời kỳ nhiều nhà trí thức trên thế giới, ví dụ như là Guide tại Pháp, muốn đến thăm một nước cộng hòa mới mẻ này.
Năm thứ 11 của nước Cộng hòa Xô Viết, ông và một số nhà giáo dục Mỹ đã tới thăm Moscow và Leningrad, và có lời nhận xét ở đây có một nền dân chủ vượt qua những nền dân chủ có tham vọng nhất trong quá khứ. Rõ ràng đi tới đâu ông cũng bận tâm về những sự thúc đẩy dân chủ để xây dựng lý luận chính trị xã hội mà ông đã đặt chân tới thành một nhiệm vụ của chủ nghĩa thực dụng. Vậy thì ở đây chúng ta có điều gì nào cần ghi chú, đó là Lê Quy đã chuyện mà phải xây dựng cho rất nhiều cái chủ nghĩa thực dụng, đúng không? Đấy thì qua tại đây thì thông qua cái chủ nghĩa thực dụng nó thiên rất là nhiều về kỹ năng thực hành và nó coi trọng cái kỹ năng thực hành, đúng không? Coi trọng kỹ năng thực hành, xem kỹ năng thực hành là một trong những kỹ năng cơ bản, kỹ năng quan trọng. Chính vì vậy mà Dewey đã có một cái quan niệm cho cái trường phái Chicago của mình, đó chính là gì? Giáo dục là cuộc sống chứ không phải là chuẩn bị cho cuộc sống. Học phải trong thực hành và nó chú trọng tới cuộc sống thực tế mà không quan tâm tới thừa nạp tri thức lý luận. Đấy, quan tâm tới huấn luyện kỹ năng thực hành. Và lúc bấy giờ thì Lau Cha Ki, lãnh đạo của Bộ Giáo dục Quốc dân của Liên Xô ấy, lúc đó tỏ ra rất kính trọng ông. Còn những tờ báo bảo thủ ở Mỹ thì gọi ông là Bolshevik. Cuối cùng người ta thấy ở Dewey là tinh thần tự học, tự đánh giá về mình: tôi là một Yankee và ít là một nhà triết học mà đôi khi tôi tỏ vẻ như vậy, và ít nhất là một nhà văn, mặc dù ông đã có hơn 40 đầu sách và nghìn bài báo trong tay. Thuật ngữ Yankee ở đây của ông chỉ muốn nói rằng những nhà tri thức Mỹ không muốn sống theo kiểu cao đạo của các nhà tư tưởng văn nghệ sĩ ở châu Âu như đã nói ở trên, mà muốn quan tâm tới mọi trăn trở trong cuộc sống hàng ngày của Mỹ. Mọi tham dự của ông từ lý luận đến cụ thể nhất đều thể hiện những mặt rất khác nhau của một ham muốn, có thể gọi đó là tự do. Nếu muốn có một sắc thái nữa làm sáng rõ thì ông có thể thêm một tính từ nữa là triệt để. Vậy thì chủ nghĩa trách nhiệm tự nhiên được Dewey xây dựng như thế nào? Hoạt động triết học của Dewey bắt đầu từ ý muốn cải tạo triết học truyền thống. Ông vượt qua cái chủ nghĩa nhân nguyên của nó. Khi giải thích về kinh nghiệm triết học ấy, ông coi kinh nghiệm là tri thức. Kinh nghiệm là tri thức nhé. Tức là một loại nhận thức của chủ thể của một đối tượng. Điều đó có nghĩa là nhận thức coi lĩnh vực kinh nghiệm là lĩnh vực thùng, là lĩnh vực tinh thần khác với bộ phận còn lại của thế giới, đã tách riêng với chủ thể. Các kinh nghiệm đối với đối tượng và được nhận thức, tách kinh nghiệm và tự nhiên, tinh thần và vật chất. Cũng giống như Beriser, James đã kế thừa cái chủ nghĩa kinh nghiệm truyền thống. Dewey muốn xây dựng một cái lý luận về vũ trụ lấy kinh nghiệm làm nền tảng, đó là chủ nghĩa kinh nghiệm tự nhiên hay chủ nghĩa tự nhiên. Khắc phục chủ nghĩa nhân nguyên ra sao? Đó là chịu ảnh hưởng của thuyết tiến hóa của Darwin, thì Dewey cho rằng hữu cơ có phải hoàn cảnh thích ứng, đúng không? Hoàn cảnh thích ứng để sinh tồn. Con người trong cuộc sống cũng phải tồn tại trong hoàn cảnh. Tác dụng qua lại giữa con người và hoàn cảnh là tác dụng của thể hữu cơ. Hoàn cảnh ấy là kinh nghiệm. Sống kinh nghiệm là một quá trình chủ động, bị động giữa con người và hoàn cảnh tự nhiên. Loại kinh nghiệm này làm chủ thể và đối tượng, thể hữu cơ và hoàn cảnh. Kinh nghiệm và tự nhiên gắn liền một tỉnh thể không chia cắt, giữa chúng đã xác lập tính liên tục. Kinh nghiệm không phải là cái bên ngoài tự nhiên mà là cái liên quan tới tự nhiên, nó là con đường đi sâu bên trong tự nhiên. Dewey coi tính liên tục của kinh nghiệm
và tất nhiên là nguyên tắc cơ bản của triết học, chỉ có nó mới triệt để khắc phục được chủ nghĩa nhị nguyên. Nội dung của chủ nghĩa kinh nghiệm là gì? Chủ nghĩa kinh nghiệm truyền thống coi tri giác, cảm tính do cơ quan cảm giác tiếp nhận là nội dung chủ yếu của kinh nghiệm. Đều người coi thế giới kinh nghiệm bao gồm ngoài nhận thức thì còn tình cảm, ham muốn, ý chí và tín ngưỡng. Vậy thì triết học hành động, phương pháp thăm dò nó như thế nào? Chủ nghĩa kinh nghiệm tự nhiên của Dewey nhấn mạnh rằng tri thức và sự vật không tĩnh tại mà tác động lại với nhau theo thể hữu cơ hoàn cảnh. Hoàn cảnh là đời sống, hành động và thực tiễn. Vì vậy, Dewey gọi triết học của ông là triết học đời sống, triết học hành động, triết học thực tiễn. Hành động, đời sống, thực tiễn trong triết học của Dewey chỉ hành vi thể hữu cơ của sinh vật thích ứng mọi hoàn cảnh. Sau này Dewey không dùng khái niệm thực tiễn vì có thể có nhiều cách giải thích khác nhau gây lầm lẫn. Ông thay bằng khái niệm mà hành vi hoàn cảnh kích thích hữu cơ, thể hữu cơ phản ứng đối với kích thích ấy thích hợp với hoàn cảnh. Hành vi đó là đời sống, là thực tiễn. Kích thích phản ứng vừa là nội dung cơ bản của kinh nghiệm của con người với tính cách hữu cơ, vừa là nội dung cơ bản của hành vi và đời sống thực tiễn. Thích ứng của người và động vật khác nhau như ra sao? Một đằng là thích ứng theo bản năng, một đằng là con người trước khi phản ứng đã có suy nghĩ và lập luận để tìm ra phương thức thích ứng tốt nhất. Triết học thực tiễn của Dewey rất gần ý với tâm lý học hành vi của John Walton. Nhà tâm lý học Mỹ này không chấp nhận nghiên cứu hiện tượng tinh thần như là công việc nội bộ tâm linh. Phương pháp nội quan bị loại bỏ và chỉ thừa nhận hành vi bên ngoài là đối tượng hữu hiệu của tâm lý học. Cuối cùng, con người sử dụng trí sáng tạo ra sao để thích ứng và cải tạo hoàn cảnh? Đây là vấn đề phương pháp chiếm vị trí quan trọng trong triết học của Dewey. Dewey nhấn mạnh tác dụng thí nghiệm và thăm dò, nên phương pháp học của ông thường gọi phương pháp thăm dò lý luận để thể nghiệm thăm dò. Nó gần với lý luận thăm dò hoài nghi niềm tin của Bateson. Vì vậy Dewey gọi phương quan điểm của ông là sự trình bày một cách tự do quan điểm của Bateson, khẳng định có đảm bảo và là cụm từ được Dewey dùng trong mọi chân lý. Việc nghiên cứu không bao giờ cũng bắt đầu bằng những nghi vấn và bao giờ cũng kết thúc bằng việc xác định những điều kiện để nghi vấn không được cảm thấy hay không còn cảm thấy nghi vấn nữa. Chính việc xác định ấy đảm bảo rằng công việc được nghiên cứu là biểu thị khẳng định của sự đảm bảo đó. Nói tóm lại, chân lý là ý tưởng hay giả thuyết đã được kiểm chứng, có tác dụng, hữu hiệu đem lại thỏa mãn. Nhờ vào quan niệm chân lý đó, Dewey đã đi tới chỗ xác định được quan điểm của ông về chân lý như một khẳng định có tính đảm bảo. Làm được như thế là nhờ một phần của tranh luận về chân lý của Bertrand Russell trong những năm 1930 và năm 1940. Vậy thì ở đây ta rút ra được điều gì từ cái này? Ta có thể rút ra này, thì triết học ở Mỹ nó xem kích thích phản ứng vừa là nội dung cơ bản của kinh nghiệm của con người với tính cách hữu cơ, vừa là nội dung cơ bản của hành vi và đời sống thực tiễn. Kích thích phản ứng không? Vừa là cái gì? Nội dung cơ bản của kinh nghiệm. Và nó vừa là nó vừa thể hiện ra tính hữu cơ, vừa là nội dung cơ bản của hành vi đời sống thực tiễn. Đúng không? Vậy thì
loại kênh chịu ảnh hưởng nhiều của cái thuyết thuyết tiến hóa của Darwin ấy, thì đều cho rằng hữu cơ phải có hoàn cảnh thích ứng để sinh tồn, đúng không? Darwin cho rằng là hữu cơ thì phải có một cái thời gian nào đó để thích ứng, để thông thạo, và sống và kinh nghiệm là một quá trình chủ động, đúng không? Sống kinh nghiệm là một quá trình chủ động, là một cái quá trình chủ động, đúng không? Là một quá trình chủ động và bị động giữa con người và hoàn cảnh tự nhiên. Đúng không? Loại kinh nghiệm này làm cho chủ thể và đối tượng, thể hữu cơ và hoàn cảnh, kinh nghiệm và tự nhiên gắn liền thành chỉnh thể không chia cắt. Hay nói một cách khác, sự thống nhất giữa giữa cái gì nào, sự thống nhất giữa hoàn cảnh, kinh nghiệm và tự nhiên, thể hữu cơ và hoàn cảnh, thì nó là một cái chỉnh thể không chia cắt, giữa chúng xác định cái tập tính liên tục. Hay nói cách khác, kinh nghiệm và tự nhiên, thể hữu cơ và hoàn cảnh luôn gắn bó với nhau. Thành một cái thể thống nhất, đúng không? Đấy. Kinh nghiệm nó không phải cái bên ngoài tự nhiên mà là nó liên quan đến tự nhiên, nó là con đường đi sâu vào bên trong tự nhiên. Để người coi tính liên tục của kinh nghiệm tự nhiên là nguyên tắc cơ bản của triết học, chỉ có nó mới triệt để khắc phục được chủ nghĩa nhân nguyên thôi. Đấy. Và DW còn nhấn mạnh thêm một thứ nữa, đó là ông nhấn mạnh đến phương pháp thăm dò. Phương pháp thăm dò là phương pháp gì? Thì con người sử dụng trí sáng tạo ra sao để thích ứng và cải tạo hoàn cảnh? Đây là vấn đề phương pháp học, chiếm vị trí quan trọng trong triết học của DW. DW nhấn mạnh là tác dụng thí nghiệm và thăm dò, nên phương pháp học của ông thường là gọi là phương pháp thăm dò lý luận để thể nghiệm thăm dò. Nó gần giống là hoài nghi về niềm tin của Edison vậy, khẳng định và có tính đảm bảo là cụm từ người tư gọi là chân lý. Việc nghiên cứu bao giờ cũng bắt đầu từ nghi vấn và bao giờ cũng kết thúc bằng việc xác định điều kiện để nghi vấn, hay không còn cảm thấy nghi vấn nữa. Lý luận thăm dò của Dewey á miêu tả một cách tổng quát hóa về điều kiện, tính cách cơ thể, có tính cách cơ thể, văn hóa và mô thức hoạt động của thế nào. Và tóm lại, mục tiêu của thăm dò là tạo lập những điều ích lợi, hữu hiệu, là dung nạp những cái gì mới và chỉ ra những ước muốn chưa ổn định, còn đầy khả nghi. Hay nói cách khác là mục tiêu thăm dò là
ban đầu thì nghi ngờ, không? Và sau đó ta phải hoài nghi, nghi ngờ rồi thì phải làm mọi cách để hết nghi, hết cái hoài nghi đó đi. Vậy thì mục tiêu của phương pháp thăm dò là tạo được những điều có ích. Không? Tạo lập những điều mới, dung nạp những cái gì mới là chỉ là những ước muốn chưa ổn định, còn đề khả thi. Ok, tới đây thì mình cũng xin kết thúc cái phần chủ nghĩa triết học của Mỹ.